vậy là mã con đường giải thoát một lớn tại sao hành giả đi vào thánh đạo một mũi tên của sinh già và chết một nhỏ tôi nghe như vậy một thời thấy tôn ngủ tại thành xá vệ sa trong rừng kỳ đà jeta thuộc vườn cấp cô độc hai nhỏ rồi tôn giả Malungya Buddha trong lúc đang độc cư hành thiền đã khởi lên ý nghĩ sau đây có một số quan điểm mang tính suy đoán đã bị thế tôn dẹp qua một bên và bác bỏ đó là thế giới là vĩnh cửu và thế giới không vĩnh cửu thế giới là hữu biên và thế giới là vô biên thân và tâm là một và thân và tâm là hai thứ khác nhau. Như lai vẫn tồn tại sau khi chết và Như lai không tồn tại sau khi chết. Và Như lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết. Và Như lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết. Chú thích số 1. Thế Tôn đã không trả lời những vấn đề này cho ta, và ta không đồng ý và chấp nhận việc này. Vì thế, ta sẽ đến gặp Thế Tôn để xin ngài giải thích ý nghĩa của những vấn đề này. Nếu ngài trả lời cho ta rằng hoặc thế giới là vĩnh cửu, hay Như Lai không tồn tại cũng không không tồn tại sau khi chết, thì ta sẽ sống đời phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Ngài. Nếu Ngài không trả lời những vấn đề này cho ta, thì ta sẽ từ bỏ tu tập và trở về cuộc sống thế tục. Ba nhỏ Rồi vào buổi chiều tối, Tôn giả Malunga Buddha chấm dứt thời thiền tập và đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Ngài, Tôn giả ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây, trong khi con độc cư hành thiền, ý nghĩ này đã khởi lên trong con. Những quan điểm mang tính suy đoán này đã bị Thế Tôn dẹp qua một bên và bác bỏ. Nếu Ngài không trả lời những vấn đề này cho ta, thì ta sẽ từ bỏ tu tập và trở về cuộc sống thế tục. Nếu Thế Tôn biết thế giới là vĩnh cửu, thì Thế Tôn hãy nói cho con thế giới là vĩnh cửu nếu thế tôn biết thế giới là không vĩnh cửu thì thế tôn hãy nói cho con thế giới là không vĩnh cửu nếu thế tôn không biết thế giới là vĩnh cửu hay thế giới là không vĩnh cửu thì người không biết và không thấy hãy thẳng thắn trả lời tôi không biết và không thấy nếu thế tôn biết thế giới là hữu biên thế giới là vô biên thân và tâm là một thân và tâm là hai thứ khác nhau như lai tồn tại sau khi chết như lai không tồn tại sau khi chết nếu thế tôn biết như lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết thì như lai hãy tuyên bố như thế với con nếu thế tôn biết như Lai không tồn tại cũng không không tồn tại sau khi chết, thì Như Lai hãy tuyên bố như thế với con. Nếu Thế Tôn không biết Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết, thì người không biết và không thấy, hãy thẳng thắn trả lời, tôi không biết và không thấy. Bốn nhỏ Này Malunyabutta Vậy thì có bao giờ ta từng nói với ông này Malunya Buddha hãy đến và sống đời phạm hạnh theo ta và ta sẽ cho ông biết thế giới là vĩnh cửu hay như lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết thưa không bạch thế tôn có bao giờ ông từng nói với ta tôi sẽ sống đời phạm hạnh theo thế tôn và thế tôn sẽ nói cho tôi biết thế giới là vĩnh cửu hay như lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết thưa không bạch thế tôn quả đúng như vậy này kẻ ngu si kia ông là ai và ông đang từ bỏ cái gì năm nhỏ nếu có ai nói như sau tôi sẽ không sống đời phạm hạnh theo thế tôn cho đến khi nào thế tôn nói cho tôi biết thế giới là vĩnh cửu hay như lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết thì cho đến khi người ấy chết như lai vẫn không trả lời những câu hỏi này này malunga buddha giả sử có một người bị thương nặng do trúng phải mũi tên độc bạn bè và người đồng hành người trong bộ tộc và bà con của anh ta đem đến một y sĩ để chữa trị cho anh ta. Người này nói, tôi sẽ không để cho người y sĩ nhổ mũi tên độc cho đến khi nào tôi biết người bắn tôi là thuộc giai cấp, hoàng tộc, bà La Môn, thương gia hay công nhân. Và người ấy có thể nói, tôi sẽ không để cho người y sĩ nhổ mũi tên độc cho đến khi nào tôi biết tên và bộ tộc người bắn tôi cho đến khi nào tôi biết người bắn tôi cao hay thấp hay trung bình cho đến khi tôi biết người bắn tôi da đen nâu hay vàng cho đến khi tôi biết người bắn tôi sống ở làng nào thị trấn nào thành phố nào cho đến khi tôi biết chiếc cung bắn tôi thuộc loại cung dài hay cung chéo cho đến khi tôi biết dây cung bắn tôi làm bằng cây leo cây lau hay gân, dây gai hay vỏ cây. Cho đến khi tôi biết mũi tên dùng bắn tôi thuộc loại cây lao dại hay cây lau trồng. Cho đến khi tôi biết mũi tên dùng bắn tôi được kết bằng loại lông gì hoặc lông con kênh kênh, lông con cò, lông con ó, lông con công hoặc lông một loài kết. Cho đến khi tôi biết mũi tên dùng bắn tôi được cuốn bằng loại gân nào gân bò gân trâu gân nai hay gân khỉ cho đến khi tôi biết mũi tên dùng bắn tôi thuộc loại tên nhọn hay tên như đầu dao cạo hay tên móc hoặc như kẽm gai hoặc như săn bò hay như dao nhọn hai đầu tất cả những điều này người ấy sẽ không biết được và trong lúc đó người ấy sẽ chết cũng vậy này, Ma Luân ta, nếu có người nói rằng tôi sẽ không sống đời phạm hạnh theo Thế Tôn cho đến khi nào Thế Tôn nói cho tôi biết thế giới là vĩnh cửu hay Như Lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết thì cho đến khi người ấy chết, Như Lai vẫn không trả lời những câu hỏi này. Sáu nhỏ này Malunga ta nếu có quan điểm thế giới là vĩnh cửu thì không thể sống đời phạm hạnh. Nếu có quan điểm thế giới là không vĩnh cửu thì không thể sống đời phạm hạnh. Dù có quan điểm thế giới là vĩnh cửu hay quan điểm thế giới là không vĩnh cửu thì vẫn có sinh, già, chết, có ưu sầu, than thở đau khổ phiền não tuyệt vọng mà ta đã giảng dạy phương pháp đoạn trừ ngay bây giờ và ở đây nếu có quan điểm thế giới là hữu biên hay thế giới là vô biên thân và tâm là một thân và tâm là hai thứ khác nhau như lai vẫn tồn tại sau khi chết như lai không tồn tại sau khi chết thì không thể sống đời phạm hạnh nếu có quan điểm như lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết thì không thể sống đời phạm hạnh nếu có quan điểm như lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết thì không thể sống đời phạm hạnh cho dù có quan điểm như lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết hay quan điểm như lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết thì vẫn có sinh già chết có ưu sầu than thở đau khổ phiền não tuyệt vọng mà ta đã giảng dạy phương pháp đoạn trừ ngay bây giờ và ở đây bảy nhỏ vì vậy này malunya ta hãy ghi nhớ những gì ta đã không trả lời như là như lai like, không trả lời và những gì ta đã trả lời như là như lai like, đã trả lời và những gì ta đã không trả lời đó là thế giới là vĩnh cửu ta đã không trả lời thế giới không vĩnh cửu ta đã không trả lời thế giới là hữu biên ta đã không trả lời thế giới là vô biên ta đã không trả lời thân và tâm là một ta đã không trả lời thân và tâm là hai thứ khác nhau ta đã không trả lời như lai tồn tại sau khi chết ta đã không trả lời như lai không tồn tại sau khi chết ta đã không trả lời như lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết ta đã không trả lời như lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết ta đã không trả lời tám nhỏ vì sao ta đã không trả lời những câu hỏi ấy bởi vì điều ấy không lợi ích nó không thuộc về những điều cơ bản của đời sống phạm hạnh nó không đưa đến nhàm chán ly tham đoạn diệt an tịnh không đưa đến tri kiến sốt ráo giải thoát niết bàn đó là lý do tại sao ta không trả lời chính nhỏ và những gì ta đã trả lời đó là đây là khổ ta đã trả lời đây là nguồn gốc của khổ ta đã trả lời đây là sự chấm dứt khổ ta đã trả lời đây là con đường chấm dứt khổ ta đã trả lời mười nhỏ tại sao ta đã trả lời những điều đó bởi vì điều ấy lợi ích nó thuộc về những điều cơ bản của đời sống phạm hạnh đưa đến nhàm chán ly tham đoạn diệt an tịnh đưa đến tri kiến sốt ráo giải thoát niết bàn đó là lý do tại sao ta trả lời. Vì vậy, này Malunya Buddha, hãy ghi nhớ những gì ta đã không trả lời như là Như Lai không trả lời và những gì ta đã trả lời như là Như Lai đã trả lời. Đó là những gì Thế Tôn giảng dạy. Tôn giả Malunya Buddha hài lòng và hoan hỷ với lời dạy của Thế Tôn. Chú thích số 2 Trung bộ kinh Hai La Mã Kinh số 43 Tiểu kinh Malunyabutta Trang 193 đến 204 2. Cốt lõi của đời sống phạm hạnh Một nhỏ tôi nghe như vậy Một thời Thế Tôn đang cư ngụ tại vương xá Raja Gaha trên núi Linh Thứ P. Sau khi Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt đã bỏ đi không lâu. Chú thích số 3. Tại đó, Đề cập đến Đề Bà Đạt Đa. Thế Tôn nói với chúng Tăng như sau. Hai nhỏ. Này các tỷ kheo, ở đây có người bộ tộc do có lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Người ấy suy nghĩ Ta là một nạn nhân của sanh, già, chết, ưu sầu, than thở, đau khổ, phiền não, tuyệt vọng. Ta là một nạn nhân của khổ đau, là mồi ngon của khổ đau. Chắc chắn là toàn bộ khổ đau này có thể chấm dứt được. Khi vị ấy xuất gia như vậy, vị ấy nhận được lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng. Vị ấy hài lòng với lợi dưỡng tôn kính và danh tiếng và ý nguyện của vị ấy được hoàn mãn do được như vậy vị ấy sinh ra khen mình chê người như sau ta được lợi dưỡng và danh tiếng còn các tỉ kheo khác thì không được biết đến không ai trọng vọng vị ấy trở nên say đắm với lợi dưỡng tôn kính danh tiếng ấy và khởi sinh phóng vật rơi vào phóng vật và vì sống phóng vật, vì ấy bị đau khổ. Giả sử có một người cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, đi lang thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thẳng đứng có lõi cây. Người ấy bỏ qua lõi cây, lớp vỏ non, lớp vỏ trong, lớp vỏ ngoài. Người ấy chặt cành lá đem về, nghĩ rằng chúng là lõi cây rồi có một người có mắt nhìn tốt thấy như vậy bèn nói người này không biết lõi cây vỏ non vỏ trong vỏ ngoài hay cành lá vì thế trong lúc cần lõi cây tìm kiếm lõi cây lang thang tìm kiếm lõi cây đi đến trước một cây lớn thẳng đứng có lõi cây người ấy bỏ qua lõi cây lớp vỏ non lớp vỏ trong lớp vỏ ngoài người ấy chặt cành lá đem về nghĩ rằng chúng là lõi cây cho dù người này dùng lõi cây vào mục đích gì thì mục đích của ông ta đã không thành tựu cũng vậy đối với vị tỷ kheo đã bị say đắm với lợi dưỡng tôn kính và danh tiếng vị tỷ kheo này được gọi là người đã lấy cành lá của đời sống phạm hạnh và dừng lại ngang đây ba nhỏ. Này các tỷ kheo, ở đây có người bộ tộc do có lòng tin đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy suy nghĩ, ta là một nạn nhân của sanh, già, chết, ưu sầu, than thở, đau khổ, phiền não, tuyệt vọng. Ta, một nạn nhân của khổ đau, là mùi ngon của khổ đau, chắc chắn là toàn bộ khổ đau này có thể chấm dứt được khi vị ấy xuất gia như vậy vị ấy nhận được lợi dưỡng tôn kính và danh tiếng vị ấy không thỏa mãn với lợi dưỡng tôn kính và danh tiếng và ý nguyện của vị ấy chưa được hoàn mãn không vì như vậy mà vị ấy sinh ra khen mình chê người vị ấy không say đắm với lợi dưỡng tôn kính danh tiếng ấy và không khởi sinh phóng vật không rơi vào phóng vật do tinh cần vị ấy thành tựu giới đức vị ấy hài lòng với việc thành tựu giới đức và ý nguyện của vị ấy đã hoàn mãn do được như vậy vị ấy khen mình chê người như sau ta đã thành tựu giới đức ta có thiện hạnh nhưng các tỷ kheo khác thì không có giới đức theo ác hạnh. Vị ấy trở nên tham đắm với thành tựu giới đức ấy, khởi sinh phóng vật, rơi vào phóng vật và do phóng vật, vị ấy sống trong đau khổ. Giả sử có một người cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, đi lang thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thẳng đứng có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, lớp vỏ non lớp vỏ trong lớp vỏ ngoài người ấy chặt cành lá đem về nghĩ rằng chúng là lõi cây rồi có một người có mắt nhìn tốt thấy như vậy bèn nói người này không biết lõi cây hay cành lá vì thế trong lúc cần lõi cây người ấy chặt lớp vỏ ngoài đem về nghĩ rằng chúng là lõi cây cho dù người này dùng lõi cây vào mục đích gì thì mục đích của ông ta đã không thành tựu. Cũng vậy, đối với vị tỷ kheo đã bị say đắm với thành tựu giới đức, vị tỷ kheo này được gọi là người đã lấy lớp vỏ ngoài của đời sống phạm hạnh và dừng lại ngang đây. Bốn nhỏ, này các tỷ kheo, ở đây có người bộ tộc do có lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy suy nghĩ Ta là một nạn nhân của sanh, già, chết, ưu sầu, than thở, đau khổ, phiền não, tuyệt vọng. Ta một nạn nhân của khổ đau là mồi ngon của khổ đau. Chắc chắn là toàn bộ khổ đau này có thể chấm dứt được. Khi vị ấy xuất gia như vậy, vị ấy nhận được lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng. Vị ấy không thỏa mãn với lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng và ý nguyện của vị ấy chưa được hoàn mãn. Do tinh cần, vị ấy thành tựu giới đức, vị ấy hài lòng với việc thành tựu giới đức, nhưng ý nguyện của vị ấy chưa hoàn mãn. Dù được như vậy, vị ấy không khen mình chê người, vị ấy không tham đắm với thành tựu giới đức ấy và không khởi sinh phóng dật, không rơi vào phóng dật, do tinh cần tu tập, vị ấy thành tựu thiền định, vị ấy hài lòng với việc thành tựu thiền định và ý nguyện của vị ấy đã hoàn mãn. Do được như vậy, vị ấy khen mình chê người như sau: Ta đã thành tựu thiền định, ta đạt được nhất tâm, nhưng các tỷ kheo khác thì tâm tán loạn, tâm phân tán, Vị ấy trở nên tham đắm với thành tựu thiền định ấy, khởi sinh phóng dật, rơi vào phóng dật và do phóng dật, vị ấy sống trong đau khổ. Giả sử có một người cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, đi lang thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thẳng đứng có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, lớp vỏ non, cắt lớp vỏ trong đem về nghĩ rằng chúng là lõi cây. Rồi có một người có mắt nhìn tốt, thấy như vậy bèn nói, người này không biết lõi cây hay cành lá, vì thế trong lúc cần lõi cây. Người ấy chặt lớp vỏ trong đem về, nghĩ rằng chúng là lõi cây. Cho dù người này dùng lõi cây vào mục đích gì, thì mục đích của ông ta đã không thành tựu. Cũng vậy, đối với vị tỷ kheo, đã bị say đắm với thành tựu thiền định. Vị tỷ kheo này được gọi là người đã lấy lớp vỏ trong của đời sống phạm hạnh và dừng lại ngang đây. Năm nhỏ, này các tỷ kheo, ở đây có người bộ tộc do có lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Người ấy suy nghĩ, ta là một nạn nhân của sanh, già, chết, ưu sầu, than thở đau khổ phiền não tuyệt vọng ta một nạn nhân của khổ đau là mồi ngon của khổ đau chắc chắn là toàn bộ khổ đau này có thể chấm dứt được khi vị ấy xuất gia như vậy vị ấy nhận được lợi dưỡng tôn kính và danh tiếng vị ấy không thỏa mãn với lợi dưỡng tôn kính và danh tiếng và ý nguyện của vị ấy chưa được hoàn mãn do tin cần, vị ấy thành tựu giới đức, vị ấy hài lòng với việc thành tựu giới đức, nhưng ý nguyện của vị ấy chưa hoàn mãn. Dù được như vậy, vị ấy không khen mình chê người, vị ấy không tham đắm với thành tựu giới đức ấy và không khởi sinh phóng vật, không rơi vào phóng vật. Do tinh cần tu tập, vị ấy thành tựu thiền định, vị ấy hài lòng với việc thành tựu thiền định, nhưng ý nguyện của vị ấy chưa được hoàn mãn. Không vì được như vậy mà vị ấy khen mình chê người. Vị ấy không tham đắm với thành tựu thiền định ấy, không khởi sinh phóng dật, không rơi vào phóng dật. Do tinh cần tu tập, vị ấy thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông. Chú thích số 4 vị ấy hài lòng với việc thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông và ý nguyện của vị ấy đã hoàn mãn. Do được như vậy, vị ấy khen mình chê người như sau. Ta sống đã biết và thấy, nhưng các tỷ kheo khác thì không biết và không thấy. Vị ấy trở nên tham đắm với tri kiến và thiên nhãn thông, khởi sinh phóng vật, rơi vào phóng vật, và do phóng vật vì ấy sống trong đau khổ. Giả sử có một người cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, đi lang thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thẳng đứng có lõi cây. Người ấy bỏ qua lõi cây, cắt lớp vỏ non đem về, nghĩ rằng chúng là lõi cây. Rồi có một người có mắt nhìn tốt, thấy như vậy bèn nói, người này không biết lõi cây hay cành lá. Vì thế, trong lúc cần lõi cây, người ấy chặt lớp vỏ non đem về, nghĩ rằng chúng là lõi cây. Cho dù người này dùng lõi cây vào mục đích gì, thì mục đích của ông ta đã không thành tựu. Cũng vậy, đối với vị tỷ kheo đã bị say đắm với thành tựu thiên nhãn thông, vị tỷ kheo này được gọi là người đã lấy lớp vỏ non của đời sống phạm hạnh và dừng lại ngang đây. Sáu nhỏ. Này các tỷ kheo, ở đây có người bộ tộc do có lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Người ấy suy nghĩ, ta là một nạn nhân của sanh, già, chết, ưu sầu, than thở, đau khổ, phiền não, tuyệt vọng. Ta một nạn nhân của khổ đau, là mùi ngon của khổ đau, chắc chắn là toàn bộ khổ đau này có thể chấm dứt được. Khi vị ấy xuất gia như vậy, vị ấy nhận được lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng. Vị ấy không thỏa mãn với lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng và ý nguyện của vị ấy chưa được hoàn mãn. Do tinh cần, vị ấy thành tựu giới đức, vị ấy hài lòng với việc thành tựu giới đức, nhưng ý nguyện của vị ấy chưa hoàn mãn do tinh cần tu tập, vị ấy thành tựu thiền định, vị ấy hài lòng với việc thành tựu thiền định, nhưng ý nguyện của vị ấy chưa được hoàn mãn. Do tinh cần tu tập, vị ấy thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông, vị ấy hài lòng với việc thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông, nhưng ý nguyện của vị ấy chưa hoàn mãn. Không vì được như vậy mà vị ấy khen mình chê người. Vị ấy không tham đắm với thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông, không khởi sinh phóng vật, không rơi vào phóng vật. Do tinh cần tu tập, vị ấy thành tựu giải thoát vĩnh viễn, và vị tỷ kheo này không thể đánh mất giải thoát vĩnh viễn. Việc này không thể xảy ra. Chú thích số 5 Giả sử có một người cần lõi cây tìm kiếm lõi cây đi lang thang tìm kiếm lõi cây đi đến trước một cây lớn thẳng đứng có lõi cây người ấy chỉ cắt lõi cây đem về biết rằng đó chính là lõi cây rồi có một người có mắt nhìn tốt thấy như vậy bèn nói người này biết lõi cây lớp vỏ non lớp vỏ trong lớp vỏ ngoài và cành lá vì thế trong lúc cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, lang thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thẳng đứng có lõi cây, người ấy chỉ cắt lõi cây đem về, biết rằng đó chính là lõi cây. Cho dù người này dùng lõi cây vào mục đích gì, thì mục đích của người ấy đã thành tựu, cũng vậy, đối với vị tỷ kheo đã thành tựu giải thoát vĩnh viễn. Bảy nhỏ như vậy, này các tỷ kheo, đời sống phạm hạnh này không phải vì lợi dưỡng, tôn kính, danh tiếng, hay vì thành tựu giới đức, hay vì thành tựu thiền định, hay vì thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông. Nhưng chính là tâm giải thoát bất động là mục tiêu của đời sống phạm hạnh này. Đó là lõi cây và là cứu cánh của đời sống phạm hạnh. Chú thích số 6 Thế Tôn thuyết giảng như vậy các tỷ-kheo hoan hỷ tính Thọ lời dạy của Thế Tôn Trung bộ kinh một La Mã kinh số 29 đại kinh thí dụ lõi cây trang 423 đến 434 3 lụi tàn tham dục này các tỷ-kheo nếu những du sĩ ngoại đạo hỏi các ông này hiền hữu, mục đích sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của sa môn Gotama là gì? Khi được hỏi như vậy, các ông phải trả lời như sau. Này hiền hữu, làm lụi tàn tham dục, chú thích số 7. Chính là mục đích sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn. Này các tỷ kheo, nếu những du sĩ ngoại đạo hỏi thêm, Này hiền hữu, nhưng có con đường, có đạo lộ nào để làm lụi tàn tham dục không? Khi được hỏi như vậy, các ông phải trả lời như sau. Có con đường, có đạo lộ làm lụi tàn tham dục. Này các tỷ kheo, và thế nào là con đường, đạo lộ, làm lụi tàn tham dục? Đó chính là bác thánh đạo, nghĩa là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là con đường, là đạo lộ làm lụi tàn dục vọng. Này các tỷ kheo, nếu hỏi như thế, các ông phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như vậy. Hoặc các ông có thể trả lời. Này các hiền hữu, đó là đoạn trừ các kiết sử, nhổ tận gốc rễ những tùy miên những khuynh hướng tan ẩn bên dưới, hiểu thấu đạo sự vận hành của luân hồi, đoạn trừ mọi lầu hoặc, chứng ngộ quả giải thoát và tri kiến chân chánh. Vì mục đích đạt được tri kiến và pháp nhãn, vì mục đích đạt được niết bàn tối hậu không còn chấp thủ, đó là sống đời phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn. Này các tỷ kheo, rồi sau đó, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi tiếp Này hiền hữu, nhưng có con đường, có đạo lộ nào để đạt được niết bàn tối hậu không còn chấp thủ? Khi được hỏi như vậy, các ông phải trả lời như sau Có con đường, có đạo lộ để đạt được niết bàn tối hậu không còn chấp thủ? Này các tỷ kheo, và thế nào là con đường, là đạo lộ để đạt được niết bàn tối hậu không còn chấp thủ? Đó chính là bát thánh đạo, nghĩa là chánh tri kiến, chánh định. Đây là con đường, là đạo lộ để đạt được niết bàn tối hậu không còn chấp thủ. Này các tỷ kheo, khi được hỏi như thế, các ông phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như vậy. Tương ưng Bộ Kinh Năm La Mã, Phẩm Về Hạnh, 41 đến 48, kết hợp trang 41 đến 50. Hai lớn phân tích bát thánh đạo Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng bát thánh đạo và sẽ phân tích cho các ông hiểu. Hãy lắng nghe, ta sẽ nói. Thưa vân, bạch thế tôn. Các tỷ kheo vân đáp, thế tôn giảng như sau. Này các tỷ kheo, và thế nào là bát thánh đạo? Đó là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Này các tỷ kheo, thế nào là chánh tri kiến? Tri kiến về khổ, tri kiến về nguồn gốc của khổ, tri kiến về diệt khổ, tri kiến về con đường đưa đến diệt khổ. Đó là chánh tri kiến. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh tư duy? Tư duy về xuất ly, tư duy về vô sân, tư duy về vô hại, đó là chánh tư duy. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh ngữ? Từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, đây gọi là chánh ngữ. Và này các tỷ kheo, Thế nào là chánh nghiệp? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, đây là chánh nghiệp. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh mạng? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử từ bỏ lối sống, bất chính, sinh sống bằng nghề nghiệp lương thiện, đây gọi là chánh mạng. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh tinh tấn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị đệ tử khởi lên ước muốn các bất thiện pháp chưa sinh sẽ không sinh khởi. Vị ấy nỗ lực, vận dụng năng lượng, chuyên tâm áp dụng và cố gắng không ngừng. Vị ấy khởi sinh ước muốn đoạn trừ những bất thiện pháp đã sinh khởi. Vị ấy khởi sinh ước muốn những thiện pháp chưa sinh sẽ được sinh khởi. Vị ấy khởi lên ước muốn các thiện pháp đã sinh khởi sẽ được tiếp tục duy trì để chúng không suy tàn, luôn tăng trưởng, mở rộng và phát triển viên mãn. Vì ấy nỗ lực vận dụng năng lượng, chuyên tâm áp dụng và cố gắng không ngừng, đây gọi là chánh tinh tấn. Và này, các tỷ kheo, thế nào là chánh niệm? Ở đây, này các tỷ kheo, vì đệ tử sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, loại bỏ tham ưu đối với cuộc đời. Vì ấy, quán cảm thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, loại bỏ tham ưu đối với cuộc đời. Vì ấy, quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, loại bỏ tham ưu đối với cuộc đời. Vì ấy, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm loại bỏ tham ưu đối với cuộc đời, đây gọi là chánh niệm. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh định? Ở đây, này các tỷ kheo, vì đệ tử xa lìa các dục lạc, xa lìa các pháp bất thiện, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc phát sinh do ly dục, vẫn còn tâm và tứ, bằng cách lắng dịu tâm và tứ, vị ấy chứng và trú nhị thiền nội tỉnh nhất tâm một trạng thái hỷ lạc phát sinh do định không còn tầm và tứ với sự tàn lụi của hỷ vị ấy an trú vào xã chánh niệm tỉnh giác vị ấy cảm nhận lạc thọ trong thân vị ấy chứng và trú tam thiền mà các bậc thánh đã gọi là xã niệm lạc trú với sự xả bỏ lạc và khổ và diệt trừ hỷ và ưu phiền trước đó, vị ấy chứng và trú tứ thiền, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, đây gọi là chánh định. Tương ưng bộ kinh năm, phẩm vô minh, tám, tám là mã, phân tích, trang 19 đến 22. Ba lớn thiện hữu tri thức Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn cư trú giữa dân chúng bộ tộc Sakya, nơi có một thị trấn của người Sakya tên là Nagaraka. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, đảnh lễ ngài, ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đây là một nửa của đời sống phạm hạnh, đó là tình bằng hữu tốt đẹp, tình bạn đồng hành tốt đẹp, tình đồng chí tốt đẹp. Chú thích số 8 Không phải như vậy, Ananda, không phải như vậy, Ananda, đây là toàn bộ đời sống phạm hạnh, đó là tình bằng hữu tốt đẹp, tình bạn đồng hành tốt đẹp, tình đồng chí tốt đẹp. Khi một tỷ kheo có một người bạn tốt, một người đồng hành tốt, một người đồng chí tốt, thì điều được mong đợi là vị ấy sẽ phát triển và tu tập Bát Thánh đạo. Và này Ananda, một tỷ kheo có một người bạn tốt, một người đồng hành tốt, một người đồng chí tốt, làm thế nào vị ấy phát triển và tu tập Bát Thánh đạo? Ở đây, này Ananda, vị tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, đặt trên nền tảng viễn ly, ly tham và đoạn diệt đạt kết quả giải thoát sốt ráo vị ấy tu tập chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định đặt trên nền tảng viễn ly ly tham và đoạn diệt đạt kết quả giải thoát sốt ráo này ananda bằng cách này một tỷ kheo có một người bạn tốt một người đồng hành tốt một người đồng chí tốt vị ấy phát triển và tu tập bát thánh đạo. Này Ananda, cũng bằng pháp môn sau đây, có thể hiểu được làm thế nào toàn bộ đời sống phạm hạnh là tình bằng hữu tốt đẹp, tình bạn đồng hành tốt đẹp, tình đồng chí tốt đẹp. Này Ananda, bằng cách nương tựa vào ta như một người bạn tốt đẹp. Chúng sanh phải chịu sự chi phối của sanh sẽ được giải thoát khỏi sanh. Chúng sanh phải chịu sự chi phối của già sẽ được giải thoát khỏi già. Chúng sanh phải chịu sự chi phối của chết sẽ được giải thoát khỏi chết. Chúng sanh phải chịu sự chi phối của sầu bi, than vang, đau đớn, thất vọng và tuyệt vọng sẽ được giải thoát khỏi sầu bi, than vang, đau đớn, thất vọng và tuyệt vọng. Bằng pháp môn này, này Ananda, có thể hiểu toàn bộ đời sống phạm hạnh là tình bằng hữu tốt đẹp, tình bạn đồng hành tốt đẹp, tình đồng chí tốt đẹp. Tương ưng bộ kinh năm, phẩm vô minh hai, hay là mã, một nửa, trang 10 đến 12. Bốn lớn tu tập từ từ một tôi nghe như vậy một thời thế tôn cư ngụ ở thành xá vệ savatthi trong rừng kỳ đà Zeta thuộc vườn cấp cô độc anathapindika hai lúc bây giờ người bà la môn Soni đi ra khỏi thành savatthi vào giữa trưa bằng một cỗ xe trắng do ngựa bạch kéo người ấy thấy du sĩ Bilotika từ xa đi đến liền hỏi ông ta. Tôn giả Vachayana đi đâu vào giữa trưa như vậy? Chú thích số 9 Thưa tôn giả, tôi từ chỗ Samon Gotama đến đây. Tôn giả Vachayana nghĩ thế nào về trí tuệ sáng suốt của Samon Gotama? Samon Gotama có phải là bậc trí tuệ hay không? Thưa tôn giả, tôi là ai mà có thể biết về trí tuệ sáng suốt của Sa môn Gautama? Chỉ có những vị ngang hàng với ngài mới có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Sa môn Gautama. Tôn giả Vachayana đã ca ngợi Sa môn Gautama với lời ngợi ca tối thượng. Thưa tôn giả tôi là ai mà có thể ca ngợi môn Gotama? Trong số những vị được ca ngợi thì môn Gotama được ca ngợi như là bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Tôn giả Vachayana thấy được lý do gì để có lòng tin vững chắc như vậy đối với môn Gotama? 3. Thưa tôn giả, giả sử có một người sang voi thiện xảo đi vào khu rừng có voi ở, và thấy một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, người ấy sẽ đi đến kết luận. Đây quả thật là một con voi lớn. Cũng vậy, khi tôi thấy bốn dấu chân của Samon Gautama, tôi đi đến kết luận. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Thế nào là bốn? 4. Thưa tôn giả, tôi thấy ở đây có một vài người bác học thuộc dòng quý tộc thông minh, có kiến thức rộng về giáo lý của người khác, sắc bén như người trẻ từng sợi tóc. Họ đi đến chỗ này chỗ kia, bác bỏ quan điểm của kẻ khác bằng biện tài sắc bén của họ. Khi họ nghe nói, Samon Gautama sẽ biến thăm ngôi làng này hay thị trấn kia, họ sắp đặt câu hỏi như thế này. Chúng ta sẽ đến gặp Saôn Gotama và hỏi câu hỏi này. Nếu khi được hỏi như vậy Saôn Gotama trả lời như thế này, thì chúng ta sẽ chất vấn giáo lý của Saôn Gotama bằng cách này. Và nếu khi được hỏi như thế kia và Saôn Gotama trả lời như thế kia, thì chúng ta sẽ chất vấn giáo lý của Sa Gotama, như thế kia. Họ nghe nói, Samon Gautama sẽ biến thăm ngôi làng này hay thị trấn kia. Họ đi đến gặp Samon Gautama và Samon Gautama đã chỉ dẫn, khích lệ, làm phấn khởi và làm các vị này hoan hỷ bằng một bài pháp thoại. Sau khi họ được chỉ dẫn, khích lệ, làm phấn khởi và làm hoan hỷ bằng một bài pháp thoại, họ không còn đặt câu hỏi như đã định. Thì làm sao họ có thể chất vấn giáo pháp của Ngài? Thật ra, họ đã trở thành đệ tử của Ngài. Khi tôi thấy dấu chân đầu tiên của Sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Năm, lại nữa, tôi đã thấy một số người bà la môn học rộng, thông minh. Thật ra, họ đã trở thành đệ tử của Ngài. Khi tôi thấy dấu chân thứ hai của sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. 6. Lại nữa, tôi đã thấy một số gia chủ học rộng, thông minh. Thật ra, họ đã trở thành đệ tử của Ngài khi tôi thấy dấu chân thứ ba của sa môn gotama tôi đi đến kết luận thấy tôn là bậc chánh đẳng giác bảy lại nữa tôi đã thấy một số sa môn học rộng thông minh họ không còn đặt câu hỏi như đã định thì làm sao họ có thể chất vấn giáo pháp của ngài thật ra họ đã xin phép sa môn gotama cho họ được xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình và Samon Gotama đã cho phép họ xuất gia. Sau khi được xuất gia, sống một mình, ẩn cư, tinh cần, nhiệt tâm và quyết tâm, chẳng bao lâu họ tự tri, tự chứng ngay trong bây giờ và ở đây. An trú trong mục tiêu tối thượng của đời sống phạm hạnh mà những người bộ tộc đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình họ nói như sau chúng ta gần như bị lạc đường chúng ta gần như bị diệt bông vì trước đây chúng ta tuyên bố chúng ta là sa môn mặc dù chúng ta thật sự không phải là sa môn chúng ta tuyên bố chúng ta là bà la môn mặc dù chúng ta thật sự không phải là bà la môn chúng ta tuyên bố chúng ta là a la hán mặc dù chúng ta thật sự không phải là A-la-hán, nhưng bây giờ chúng ta là Sa-môn, bây giờ chúng ta là Bà-la-môn, bây giờ chúng ta là A-la-hán. Khi tôi thấy dấu chân thứ tư của Sa-môn, ma tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Khi tôi thấy bốn dấu chân của Sa-môn ma tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. 8. Khi nghe nói như vậy, người Bà La Môn, Janusoni bước xuống từ cổ xe ngựa trắng do ngựa bạch kéo, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay cung kính hướng về Thế Tôn vái lạy và nói ba lần lời tán thán như sau. Cung kính đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, cung kính đảnh lễ thế tôn, bậc a la hán, chánh đẳng giác. Cung kính đảnh lễ thế tôn, bậc a la hán, chánh đẳng giác. Rất có thể có một lúc nào đó tôi sẽ đến gặp Tôn giả Gotama để đàm luận với ngài. Chính rồi người Bà La Môn Janus Soni đi đến chỗ Thế Tôn và trao đổi lời chào hỏi với ngài sau khi những lời thăm hỏi xã giao chấm dứt ông ấy ngồi xuống một bên và kể lại toàn bộ câu chuyện giữa ông và du sĩ pilotica sau khi nghe như vậy thế tôn bảo ông ta này bà la môn nói như vậy thì ví dụ dấu chân voi chưa đầy đủ chi tiết để biết thế nào là đầy đủ chi tiết hãy chú ý lắng nghe những gì ta sẽ nói Thư Vân, Tôn Giả, Bà La Môn, Janus Soni, Vân Đáp Thế Tôn, Thế Tôn giảng như sau. 10. Này Bà La Môn, giả sử có một người săn voi đi vào khu rừng có voi ở và thấy một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang. Người săn voi thiện xảo sẽ không đi đến kết luận đây quả thật là một con voi lớn vì sao vậy? Trong một khu rừng voi ở, có những con voi cái, thấp bé, để lại những dấu chân lớn, và đây có thể là một trong những dấu chân của chúng. Người thợ săn đi theo dấu chân này và thấy trong rừng voi ở có dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, và có vài cọ sát trên cao. Người săn voi thiện xảo sẽ không đi đến kết luận đây quả thật là một con voi lớn. Vì sao vậy? Trong một khu rừng voi ở, có những con voi cái cao lớn, có ngà, để lại những dấu chân lớn, và đây có thể là một trong những dấu chân của chúng. Người thợ săn đi theo dấu chân này và thấy trong rừng voi ở có dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, và có vài cọ sát trên cao và có dấu do ngà voi cắt chém người săn voi thiện xảo sẽ không đi đến kết luận đây quả thật là một con voi lớn vì sao vậy trong một khu rừng voi ở có những con voi cái cao lớn có ngà để lại những dấu chân lớn và đây có thể là một trong những dấu chân của chúng người thợ săn đi theo dấu chân này và thấy trong rừng voi ở có dấu chân voi lớn dài bề dài và rộng bề ngang, có vài cọ sát trên cao. Có dấu do ngà voi cắt chém và những cành cây bị gãy và người thợ săn thấy con voi đực dưới gốc cây hay ngoài trời đang đi thơ thẩn, ngồi hay nằm, người ấy đi đến kết luận đây quả thật là con voi đực lớn. 11. Cũng vậy, này bà La Môn, ở đây như lai sanh ra trong đời là bậc a la hán chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn đã chứng ngộ với tri kiến tối thắng đối với thế giới này gồm chư thiên ác ma phạm thiên với quần chúng này gồm các sa môn và bà la môn với các loài trời và loài người và sau khi chứng ngộ, Ngài đã tuyên thuyết cho những người khác. Ngài thuyết giảng giáo pháp tốt đẹp lúc khởi đầu, tốt đẹp ở phần giữa, tốt đẹp ở phần cuối với ý nghĩa và cách diễn đạt đúng đắn. Ngài hé lộ cho thấy một đời sống phạm hạnh toàn vẹn và thanh tịnh. 12. Một người gia chủ hay con trai người gia chủ hay một người sanh ở giai cấp khác nghe được giáo pháp ấy. Sau khi nghe pháp, người ấy sẽ lòng tín ngưỡng như lai. Like. Khi có lòng tin rồi, người ấy suy nghĩ. Đời sống gia đình đông đúc và đầy bụi trần, đời sống xuất gia rộng mở, phóng khoáng. Trong khi còn sống ở gia đình, không dễ gì sống đời phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và trong sạch như vỏ sò vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 13. Khi đã xuất gia và thành tựu việc rèn luyện và nếp sống của vị tỷ kheo, từ bỏ sát sanh, vị ấy tránh xa việc sát sanh, dẹp bỏ roi kiếm, sống có lương tâm, có lòng từ, vị ấy sống biết thương xót tất cả chúng sanh từ bỏ lấy của không cho, vì ấy tránh xa việc lấy của không cho, chỉ nhận những gì được cho, chỉ mong nhận những gì được cho, bằng cách không trộm cắp vì ấy sống trong sạch. Từ bỏ quan hệ tình dục, vì ấy sống độc thân, sống riêng biệt, tránh xa việc thực hành quan hệ tình dục. Từ bỏ nói láo, vì ấy tránh xa việc nói láo, vì ấy nói đúng sự thật, gắn liền với sự thật, chân thật, đáng tin cậy, là người không lừa dối ai trong đời. Từ bỏ nói hai lưỡi, vì ấy tránh xa, nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không lặp lại ở chỗ kia, để gây chia sẻ những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không lặp lại ở chỗ này, để gây chia sẻ những người kia. Như vậy vị này đoàn kết lại những người muốn chia rẽ, khuyến khích tình bằng hữu là người vui thích hòa hợp hoan hỷ hòa hợp thích thú trong hòa hợp là người nói những lời cổ động cho sự hòa hợp từ bỏ nói lời độc ác vì ấy tránh xa lời nói độc ác vì ấy nói lời dịu dàng dễ nghe dễ thương thấm tận lòng người vì ấy nói lời lịch sự được nhiều người ưa thích và đẹp lòng nhiều người từ bỏ nói lời phù phím vị ấy tránh xa lời nói phù phím vị ấy nói đúng lúc nói lời chân thật nói lời tốt đẹp nói về chánh pháp và giới luật vào đúng thời vị ấy nói những lời đáng ghi nhớ hợp lý ôn hòa và lợi ích vị ấy từ bỏ không làm hại các hạt giống và cây cỏ vị ấy mỗi ngày chỉ ăn một bữa không ăn vào buổi tối và không ăn bên ngoài thời gian quy định. Chú thích số 10 Vị ấy từ bỏ múa hát, nghe nhạc và xem trình diễn không thích hợp. Vị ấy từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, trang điểm bằng dầu thơm hay thoa hương liệu. Vị ấy từ bỏ nằm giường cao, giường lớn. Vị ấy từ bỏ nhận vàng bạc. Vị ấy từ bỏ nhận các hạt ngũ cốc sống, vị ấy từ bỏ nhận thịt sống, vị ấy từ bỏ nhận đàn bà con gái, vị ấy từ bỏ nhận nô tỳ trai và gái, vị ấy từ bỏ nhận dê và cừu, vị ấy từ bỏ nhận da cầm và heo, vị ấy từ bỏ nhận voi, gia súc, ngựa và ngựa cái, vị ấy từ bỏ nhận ruộng đất, vị ấy từ bỏ công việc môi giới, đưa tin, vị ấy từ bỏ công việc mua bán. Vị ấy từ bỏ cân đông, gian lận, bán kim loại giả, đo lường gian dối. Vị ấy từ bỏ, nhận hối lộ, lường gạt, lừa đảo và mánh mung. Vị ấy từ bỏ làm tổn thương, giết hại, câu thúc, cướp đoạt, trộm cắp và bạo động. 14. Vị ấy hài lòng với tấm y để che thân, và với đồ ăn khất thực để nuôi sống và đi bất cứ nơi nào, vị ấy cũng chỉ đem theo y bác mà thôi. Giống như con chim, bất cứ bay đi nơi nào, chim chỉ bay với đôi cánh là gánh nặng duy nhất của nó. Cũng vậy, vị tỷ kheo hài lòng với tấm y để che thân và với đồ ăn khất thực để nuôi sống và đi bất cứ nơi nào vị ấy cũng chỉ đem theo y bác mà thôi. Thành tựu giới uẩn cao thượng này, vị ấy cảm nhận trong tâm niềm hỷ lạc do không phạm lỗi lầm nào. 15. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ các tướng chung và nét riêng. Chú thích số 11. Bởi vì nếu vị ấy không chế ngự đôi mắt, các bất thiện pháp về tham ái hay thất vọng có thể xâm nhập vì thế vị ấy thực hành cách chế ngự chúng vị ấy hộ trì nhãn căng vị ấy hành trì chế ngự nhãn căng khi tai nghe âm thanh khi mũi ngửi mùi hương khi lưỡi nếm mùi vị khi thân có sự xúc chạm khi ý nhận thức các pháp vị ấy không nắm giữ các tướng chung và nét riêng bởi vì nếu vị ấy không chế ngự tâm các bất thiện pháp về tham ái hay thất vọng có thể xâm nhập. Vì thế, vị ấy thực hành cách chế ngự tâm, vị ấy hộ trì ý căn, vị ấy thực hành hộ trì ý căn, thành tựu hộ trì các căn cao thượng này, vị ấy cảm nhận trong tâm niềm hỷ lạc trong sáng không vẫn đục. 16. Vị ấy trở thành một người hành động với sự tỉnh giác khi đi tới đi lui một người hành động với sự tỉnh giác khi nhìn thẳng nhìn quanh một người hành động với sự tỉnh giác khi co tay duỗi tay một người hành động với sự tỉnh giác khi đắp y mang áo bên ngoài và bình bát một người hành động với sự tỉnh giác khi ăn uống nhai nuốt một người hành động với sự tỉnh giác khi đi đại tiện và tiểu tiện một người hành động với sự tỉnh giác khi đi đứng ngồi, ngủ, thức, nói và im lặng. 17. Thành tựu giới uẩn cao thượng này, thành tựu hộ trì các căn cao thượng này, thành tựu chánh niệm tỉnh giác cao thượng này, vì ấy tìm đến một chỗ nghỉ ngơi thanh vắng. Một khu rừng, dưới gốc cây, khe núi, vực sâu, hang đá, bãi tha ma, lùm cây rừng hoang, một chỗ ngoài trời hay đống sơm 18. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi xuống, ngồi xếp chéo chân, kiết già, lưng thẳng và thiết lập chánh niệm ngay trước mặt, từ bỏ tham ái ở đời. Vị ấy an trú với tâm không tham ái, vị ấy thanh tịnh tâm thoát khỏi tham ái. chú thích số 12. Từ bỏ sân hận, vị ấy an trú với tâm không sân hận có lòng từ đối với sự an vui của tất cả chúng sanh, vì ấy thanh lọc tâm thoát khỏi sân hận, từ bỏ tâm giật giờ buồn ngủ, vì ấy an trú với tâm không giật giờ buồn ngủ, hướng tâm về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, vì ấy thanh lọc tâm thoát khỏi giật giờ buồn ngủ, từ bỏ bất an và hối hận, vì ấy an trú không dao động với nội tâm an tịnh vì ấy thanh lọc tâm không còn bất an hối hận từ bỏ nghi ngờ vì ấy an trú không còn nghi ngờ không vân vân do dự với các thiện pháp vị ấy thanh lọc tâm thoát khỏi mọi nghi ngờ 19. sau khi đã từ bỏ năm chướng ngại triền cái những phiền não làm trí tuệ yếu đuối xa lánh các dục lạc giác quan xa lánh các bất thiện pháp, vị ấy chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, vẫn còn tâm và tứ. Này, bà La Môn, đây gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng, và tăng đoàn khéo hành trì. Chú thích số 13 20 Lại nữa, vị tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, với tịnh tính và nhất tâm không còn tầm và tứ. Này bà La Môn, đây gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai giấu các chém của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. 21. Lại nữa, bằng cách ly hỷ trú xã, chánh niệm tỉnh giác, vị tỷ kheo chứng và trú tam thiền, thân cảm nhận được lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú. Này bà la môn, đây cũng gọi là dấu chân của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. 22. Lại nữa, bằng cách từ bỏ khổ và lạc và với sự diệt trừ hỷ và ưu đã cảm nhận từ trước vị tỷ kheo chứng và trú tứ thiền. Một trạng thái không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này bà La Môn, đây cũng gọi là dấu chân của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. 23. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế sạch phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình thản như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng minh, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống, quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời năm đời mười đời hai mươi đời ba mươi đời bốn mươi đời năm mươi đời một trăm đời một ngàn đời một trăm ngàn đời nhiều hoại kiếp nhiều thành kiếp nhiều hoại kiếp và thành kiếp vị ấy nhớ rằng tại nơi đó ta có tên như thế này thuộc bộ tộc này với diện mạo như thế này được nuôi dưỡng như thế này Cảm thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng như thế này và qua đời từ chỗ đó, ta tái sanh vào nơi khác và ở nơi đó ta có tên như thế này, thuộc bộ tộc này, với diện mạo như thế này, được nuôi dưỡng như thế này, cảm thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng như thế này và qua đời từ chỗ đó, ta tái sanh vào nơi đây. Như vậy, vì ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với nhiều phương diện và nét đặc thù. Này bà La Môn, đây cũng gọi là dấu chân của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. 24. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, sạch phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, Vững chắc, đạt đến mức bình thản như vậy, vì ấy hướng tâm đến trí tuệ về sự sanh tử của chúng sanh. Với thiên nhãn minh, thanh tịnh siêu phàm, vì ấy thấy sự sống chết của chúng sanh, người thấp hèn, kẻ cao sang, người xinh đẹp, kẻ xấu xí, người may mắn, kẻ bất hạnh, vì ấy hiểu tất cả là tùy theo nghiệp của họ như thế này những chúng sanh làm các ác hạnh về thân, khổ, ý, vĩ bán các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, sẽ tái sanh vào cõi khốn khổ, cõi hung dữ, cõi thấp kém, địa ngục. Còn những chúng sanh làm những thiện hạnh về thân, khổ, ý, không vĩ bán các bậc thánh, theo chánh kiến, và làm những nghiệp theo chánh kiến sau khi thân hoại mạng chung sau khi chết sẽ được tái sanh vào cõi tốt đẹp vào thiên giới như vậy với thiên nhãn thuần tịnh siêu phàm vị ấy thấy sự sống chết và tái sanh của chúng sanh người thấp hèn kẻ cao sang người xinh đẹp kẻ xấu xí người may mắn kẻ bất hạnh và vị ấy hiểu tất cả là tùy theo nghiệp của họ. Này bà La Môn, đây cũng gọi là dấu chân của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. 25. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, sạch phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình thản như vậy, vị ấy hướng tâm đến trí tuệ, về sự đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy hiểu như thật rằng, đây là khổ, đây là nguồn gốc của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ. Vì ấy hiểu như thật rằng, đây là lậu hoặc, đây là nguồn gốc của lậu hoặc, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, đây là con đường đưa đến diệt trừ các lậu hoặc. Này bà la môn, đây gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cỏ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Tuy thế, vị ấy đang trong tiến trình để đi đến kết luận như vậy. Chú thích số 14 26 khi vị ấy biết và thấy như vậy tâm của vị ấy được giải thoát khỏi những lậu hoặc của dục lạc giác quan thoát khỏi lậu hoặc của hiện hữu thoát khỏi lậu hoặc của vô minh khi tâm đã được giải thoát như vậy vị ấy biết được rằng ta đã giải thoát vị ấy hiểu sanh đã tận phạm hạnh đã thành những việc cần làm đã làm không còn trở lại trong bất cứ hình thái hiện hữu nào này Bà La Môn, đây gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Đến thời điểm này, vị thánh đệ tử đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Giáo Pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Chú thích số 15 Này Bà La Môn, tới thời điểm này, ví dụ dấu chân voi đã đầy đủ mọi chi tiết khi nghe như vậy, Bà La Môn Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama đã làm sáng tỏ giáo pháp bằng nhiều cách, giống như ngài đã dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, làm hiển lộ những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc đường hay dương cao ngọn đèn trong bóng tối để những người có mắt có thể thấy sắc. Con xin Quy y Tôn giả Gotama, Quy y Pháp, Quy y Tăng, xin Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến lúc mệnh chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Trung bộ kinh, một La Mã, kinh số 27, tiểu kinh ví dụ dấu chân voi. Trang 391 đến 408. năm lớn, các giai đoạn tu tập cao hơn với ví dụ. 12. Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ấy tìm đến một chỗ nghỉ ngơi thanh vắng, một khu rừng dưới gốc cây, khe núi vực sâu, hang đá, bãi tha ma, lùm cây rừng hoang, một chỗ ngoài trời hay đống rơm. 13. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, Vị ấy ngồi xuống, ngồi xếp chéo chân, kiết già, lưng thẳng và thiết lập chánh niệm ngay trước mặt. Từ bỏ tham ái ở đời, vị ấy an trú với tâm không tham ái, vị ấy thanh tịnh tâm thoát khỏi tham ái, như trong phần số 18, ở mục số 5. Vị ấy thanh lọc tâm thoát khỏi mọi nghi ngờ. 14. Này các tỷ kheo, như một người vay nợ để kinh doanh, Việc kinh doanh thành công nên người ấy có thể trả hết nợ cũ và vẫn còn tiền để nuôi dưỡng vợ. Khi nghĩ đến điều này, ông ta vui sướng hoan hỷ. Hoặc giả sử có một người bị bệnh đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, cơ thể suy yếu, nhưng sau đó ông ta khỏi bệnh và ăn uống được bình thường và cơ thể hồi phục sức lực. Khi suy nghĩ về điều này, Ông ấy thấy vui sướng, hoan hỷ, hoặc giả sử có người bị giam cầm tù tội, nhưng sau đó người này được trả tự do, an toàn bảo đảm, không bị mất tài sản. Khi suy nghĩ về điều này, người ấy thấy vui sướng, hoan hỷ. Hoặc giả sử có một người nô lệ, không tự chủ được mà phải lệ thuộc vào người khác, không thể đi nơi nào người ấy muốn. Nhưng sau đó người này được giải thoát khỏi làm nô lệ, được tự chủ, độc lập với người khác, trở thành một người tự do, có thể đi lại tùy ý, khi suy nghĩ về điều này, người ấy thấy vui sướng, hoan hỷ. Hoặc giả sử có một người giàu có, nhiều tài sản, phải đi vào con đường băng qua sa mạc, nhưng sau đó, ông ta băng qua sa mạc an toàn, bảo đảm, không bị mất mát tài sản. Khi suy nghĩ về điều này, người ấy thấy vui sướng hoan hỷ. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, khi năm chướng ngại trong tâm chưa được đoạn trừ, vị Tỷ kheo thấy chúng như một món nợ, một chứng bệnh, một nhà tù, một sự nô lệ và như một con đường băng qua sa mạc. Nhưng khi năm chướng ngại ấy đã được đoạn trừ trong tâm, vị ấy cảm thấy như được thoát nợ như được khỏi bệnh, như được ra khỏi nhà tù, như được giải thoát khỏi làm nô lệ và như đi vào một mảnh đất bình an. 15. Sau khi đã từ bỏ năm chướng ngại, những phiền não làm trí tuệ yếu đuối, xa lánh các dục lạc giác quan, xa lánh các bất thiện pháp, vị ấy chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh vẫn còn tầm và tứ, vị ấy làm cho niềm hỷ lạc do ly dục sanh này tẩm ướt, thấm nhuần, tràn đầy sung mãn thân này, khiến cho không một chỗ nào trên thân của vị ấy không thấm nhuần hỷ lạc do ly dục sanh. Giống như một nhân viên hầu tắm khéo léo hay là người đệ tử của nhân viên hầu tắm, sau khi chất đầy bột tắm vào chậu kim loại và từ từ rắc nước vào, người ấy nhồi bột cho đến khi nước thấm ướt cục bột tắm, nhúng nước nó để cho nước thấm nhuần từ trong ra ngoài, nhưng cục bột không bị chảy thành giọt. Cũng vậy, vị tỉ kheo làm cho niềm hỷ lạc do ly dục xanh này tẩm ướt, thấm nhuần, tràn đầy xuân mãn thân này, khiến cho không một chỗ nào trên thân của vị ấy không thấm nhuần hỷ lạc do ly dục xanh. 16. Lại nữa, này các tỷ kheo vị tỷ kheo diệt tâm bà tứ chứng bà trú nhị thiền một trạng thái hỷ lạc do định sanh với tịnh tính và nhất tâm không còn tâm bà tứ vị tỷ kheo làm cho niềm hỷ lạc do định sanh này tẩm ướt thấm nhuần tràn đầy sung mãn thân này khiến cho không một chỗ nào trên thân của vị ấy không thấm nhuần hỷ lạc do định sanh cũng như có một hồ nước, nước trong hồ dâng lên và không có lỗ thông cho nước chảy ra từ phương Đông, Tây, Bắc, Nam và thỉnh thoảng còn được bù đắp bằng những cơn mưa rồi suối nước mát từ hồ ấy dâng lên sẽ tẩm ướt, thấm nhuồn, tràn đầy và làm sung mãn hồ nước khiến cho không có chỗ nào của hồ nước là không thấm nhuần ngọn nước mát. Cũng vậy, vị tỷ kheo làm cho niềm hỷ lạc do định sanh này tẩm ướt, thấm nhuần, tràn đầy sung mãn thân này, khiến cho không một chỗ nào trên thân của vị ấy không thấm nhuần hỷ lạc do định sanh. 17. Lại nữa, này các tỷ kheo, bằng cách ly hỷ trú xã, chánh niệm tỉnh giác, vị tỷ kheo chứng và trú tam thiền, thân cảm nhận được lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú vị tỷ kheo làm cho niềm lạc thọ không có hỷ tẩm ướt thấm nhuần tràn đầy sung mãn thân này khiến cho không một chỗ nào trên thân của vị ấy không thấm nhuần niềm lạc thọ không có hỷ cũng giống như trong một hồ sen xanh đỏ hay trắng một số bông sen xanh ra và lớn lên trong nước phát triển trong nước không bị ra khỏi nước và nguồn nước mát tẩm ướt, thấm nhuần, tràn đầy sung mãn từ ngọn đến gốc, khiến cho không có chỗ nào của tất cả bông sen ấy không thấm nhuần dòng nước mát. Cũng vậy, vị tỷ kheo làm cho niềm lạc thọ không có hỷ tẩm ướt, thấm nhuần, tràn đầy sung mãn thân này, khiến cho không một chỗ nào trên thân của vị ấy không thấm nhuần niềm lạc thọ không có hỷ. 18. Lại nữa, này các Tỷ kheo, bằng cách từ bỏ khổ và lạc, và với sự diệt trừ hỷ và ưu đã cảm nhận từ trước, vị Tỷ kheo chứng và trú Tứ thiền. Một trạng thái không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vì ấy ngồi thấm nhuần toàn thân với tâm thanh tịnh trong sáng, khiến cho toàn thân không có chỗ nào là không thấm nhuần tâm thanh tịnh trong sáng. Cũng giống như một người ngồi với tấm vải trắng trùm kín từ đầu xuống chân, khiến cho không có phần nào của thân thể người ấy là không được phủ kín bằng tấm vải trắng. Cũng vậy, vị tỷ kheo ngồi thấm nhuần toàn thân với tâm thanh tịnh trong sáng, khiến cho toàn thân không có chỗ nào là không thấm nhuần tâm thanh tịnh trong sáng. 19. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, sạch phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình thản như vậy. Vị ấy hướng tâm đến túc mạng minh, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, một đời, hai đời, giống như bài trước phần 23. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với nhiều phương diện và nét đặc thù cũng giống như một người đi từ làng mình sang làng khác và rồi trở về lại làng của mình. Người ấy có thể suy nghĩ như sau. Ta đi từ làng của mình đến làng kia. Ở đó, ta đứng như vậy, ngồi như vậy, nói như vậy, giữ im lặng như vậy và từ làng đó, ta trở về lại làng của mình. Cũng thế, vị tỷ kheo nhớ lại nhiều đời sống, quá khứ. Như vậy, vì ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với nhiều phương diện và nét đặc thù 20 Khi tâm đã định tĩnh thuần Tịnh không cố uế sạch phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng vững chắc đạt đến mức bình thản như vậy vì ấy hướng tâm đến trí tuệ về sự sanh tử của chúng sanh giống như bài trước phần 24. như vậy, với thiên nhãn minh thanh tịnh siêu phàm, vị ấy thấy sự sống chết của chúng sanh, người thấp hèn, kẻ cao sang, người xinh đẹp, kẻ xấu xí, người may mắn, kẻ bất hạnh, vị ấy hiểu tất cả là tùy theo nghiệp của họ. Cũng giống như hai ngôi nhà với cửa lớn và một người có mắt tốt đứng ở giữa. Người ấy thấy những người khác đi vào, đi ra và đi qua, đi lại. Cũng vậy, với thiên nhãn minh, thanh tịnh siêu phàm, vị tỷ kheo thấy sự sống chết của chúng sanh và vị ấy hiểu tất cả là tùy theo nghiệp của họ. 21. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, sáng suốt, sạch phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vị ấy hướng tâm đến việc đoạn diệt các lậu hoặc, lậu tận thông. Vị ấy hiểu như thật rằng đây là khổ. Như bài trước, phần 25 đến 26. Vị ấy hiểu sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại trong bất cứ hình thái hiện hữu nào. Cũng giống như trong một dãy núi có một hồ nước trong sáng, thuần khiết, không uế nhiễm. Vì thế, một người có mắt tốt có thể nhìn thấy các vỏ sò, đá, sạn và những đàn cá bơi lội qua lại hay đứng yên. Người ấy có thể suy nghĩ, đây là hồ nước trong sáng, thuần khiết, không uế nhiễm và có những vỏ sò, đá, sạn và những đàn cá bơi lội qua lại hay đứng yên cũng vậy, vì tỷ kheo hiểu như thật rằng đây là khổ, vị ấy hiểu, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại trong bất cứ hình thái hiện hữu nào. Trung Bộ Kinh Một La Mã, Kinh Số 39, Đại Kinh Sớm Ngựa, Trang 601-610